Okay, hello, so today we're going to talk about the word a lot more than we did. Okay, today we're going to be spelling of verb plus ing. We're going to talk about the time ing. ការបកបកយើងការសរសេរគេស្ដាប់តើបន្ថែម ing ទីមួយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីគេស្ដាប់ hay tiết sau dương trạng đang đặt ta ca time ing này cái sắp đặt time ing miền tùm rồng nhang đôi mày khá nè cái bên dương chạy đặt time nè cái miền tùm rồng nâng con ca time chứ cái mưa ủng thô đi chi cooking cái đi chi writing nhưng mà khi những ca time nó về giờ mệt nè cook đi chi write chấp đợi ý khi cái lục ý chào như thế nè mà time ing chi sit tới chi sitting tới chi time team đi đó mà time ing chẳng tới chi play chi playing chẳng đó nè cái một tí tới chi lie chấp là ie tới chi y time ing cái chẳng khi chúng mới được tụm rung sắc sản và tụm rung tầng đi cái cái thứ một cái này thứ một nó như vậy bị verb ing tao khi nào want the more verb add ing nó cái sao phép chứ cứ dùng time ing vô tạm đồng cái dùng bờ brief tiếp đi tập rung đám bài form tập rung đám cái một tí cứ verb ing chỉ nữa cái thế lấy dùng bờ cái sao mình đi chơi where đi chơi go cook speak learn teach work cái nâng sing dạng đơn nó còn chỉ ủng hộ một chút nữa nữa chứ người sao một chút nữa cứ tập rung chơi thò mà đa tí mỗi ghi dùng còn là time ing chỉ nữa chứ where đi chơi wearing go chơi going cook cooking dần dần cái speak speaking learn learning teach cái teaching work cái working and sing thì chia singing dần dần singing cái chẳng cả này tiếng muốn cứ cả này đại nghe xui những cái nó dương còn đại khi nghe sập nó hơi dương còn đại tham ăn chỉ tới vì mình là nãy trầm trở hay cái tay dương mưa từ đó lại cái nãy tp nữa lại cái nãy tp là then number 2 if the verb earn in e drop the e and add ing chúng ta phân ba cái sum job the e chúng trừ là loop e chào nó lộ drop nó cái này mình đây là loop e chào hoặc tạm chứ mà dùng time ing nó cái dùng mới brief thiệp tụm rung by form mình đang and verb ing nó by form tụm rung đám hay verb ing bên đây ta nó bây giờ bật time ing từ lựa cái sắp cái chi write nó chứ cái sắp đập job the e mình chi write cái chi smile chia take chia dry okay choose give okay come okay have rise make okay chứng kia sắp đến đi nó bị đề dương thay mà dương chí dương thử lục y chào chứng write chia writing nó lục y chào đưa kia đã smile smiling take chia taking driving choosing giving, coming, having, writing, and making. Khi chúng cái này đi pí rồi, cái sao đẹp cháu để ý dùng lục ý cháu. Tổng chứ mình dùng time ing, cái lục ý cháu hay mình dùng time ing nữa. Cái hơi mình tiếp cho cái này tỷ bảy nữa. Cái này tỷ bảy là one syllable verb and in vowel plus consonant. Thay đổi là one syllable verb cái sắp đại miền tai mùi chiêng cái sắp đại miền tai mùi chiêng hai việc bị chọc đòi sra bông chim mùi nâng lập chanh chân nhẹ chọc đòi sra bông chanh chân nhẹ double the final consonant and add ing tâm đi từ time double mà đây là time
time of change in the other can chong. I'm Tom Taylor Jung. Time and gene. Okay, let me go to the hall. Can chung do chia sit. Sit nung vi mean time with chiang, one syllable verb. Mean time chiang, I will chop down it. Chop down strap, hiding change in the chop strap change in the air. You strap no sound lame in the clam mean pram jang mean A, E, I, O, N. U hay nung U. Chẳng việc chọn đôi sra nung chạy trên nền chẳng nung cắt. Cái hai dùng vừa tiện đó. Cái sắp get cái chẳng này sra hợp chạy trên nền. Đôi chì run, ok. Chì put, ok. Đôi chì win chẳng này, ok. Chì cut, ok. Dig, chì hack, hit, chì beat, ok. Chúng rồi cái sắp tới này kia về miền tây ở mũi chiến hay về chọn đời sát bốn năm trăm dân nè chúng là về dân thay mình chí dân từ giờ mày dây dây mình đi chỉ swim nữa chúng là về dân thay mình chí cứ dương ở từ thay thì người ta double the final consonant and that and chỉ nữa dân từ thay mà trăm dân nè nó cần chọn nên mũi tiếp theo dân thay mình chỉ những city chỉ sitting á sitting cứ từ thay thì mũi tiếp theo dân thay mình chỉ get cái chân này thì getting running, putting, winning, okay, cutting, okay, digging, hacking, hitting, beating, and swimming, okay. Chúng ta này tí bấy này là bây giờ sao bị miền tài mùi chiếm chọc lời sẵn. Bông cho mùi chiếm chẳng dành chẳng dành thời time chẳng dành mùi tiết hóa bằng chiếm time. Time and chi nữa, bằng time and chi. Okay, cho cả này thì buồn, thì buồn. Okay, but do not double the final consonant when the verb. Okay, when the verb ends in W, X, Y, just add and chỉ ta mình chạm bạch thêm double, nó mình chạm bạch thêm trang dần nè, trang dần nè. Vì thế, nó P đá. Việc nó bị chọc đói W, X, O, Y. Hoa dương còn là thêm anh chị giờ thêm đồn. Khi chân đi chìa fix. Fix này đôi giờ cả này thì bày mình đá vì cứ kia sắp nên miền tài một chiếc hay việc chọc đói xa bông một chàng dần nhẹ. Chân châu cả này nó cứ dư mình chăm bách thêm. Thêm double consonant thế. Nó bách đầm lãng thuy nơi chẳng dần nhạc hẳn chọn thì chỉ enjoy như thế này. Enjoy. Enjoy chọc đôi sạc chẳng dần nhạc này. Đi chỉ snow như thế này. Chẳng đôi bây giờ time and change. Cả này lược lệnh. Cả này lược lệnh. Chẳng đôi bây giờ time and change. Mình chẳng bạch time chẳng dần nhạc. Hẳn chọn thì chỉ còn tại time and change. Tại mình đoàn enjoy như thế này. Đi chỉ enjoy. Snow, chẳng snowing, snowing. Cái chân cả này ní cứ cả này cái sao chọc đời đầu dư ít vái cái dư mình chạm bạch thêm chân dân nhạc mùi tiết thì một lần chuyện thêm anh chí nó cái dư còn là thêm anh chí giờ tạm đồn, ok. Cái chân mùi tiết cho cả này tì pram, cả này tì pram when a two syllable verb in vowel plus consonants with a stress on the final syllable double the final consonant and add ing. Cái tiếng bên này dương dây bị kẻ sạp đầy miền bì chiếng cái sạp miền bì chiếng hơi bị chạm đòi sạp bộ trang dân nhẹ sạp bộ trang dân nhẹ đôi giờ cả này còn lừa mình chẳng hơi sạp bộ trang dân nhẹ hơi chẳng cả này đầy miền bì chiếng cứ kẻ sạp từ miền stress nông sang lê dương dây bị stress nó cả xâm lệ nhé. Ta with the stress on the final syllable mà này ta chứ môi nâng ca sẵn có xâm lệnh lưu chiếng khăn chóng rừng gọi là chiếng tí pi. Chiếng tí pi chẳng ta double the final consonant and add ing. Mình này nâng dương trời thêm chẳng dân nhạc khăn chóng mùi tiết hơi mình dương thêm ing. Khi chẳng đi chi travel, travel ca thư phương là chẳng travel mình phì chiếng hơi về ca sẵn có xâm lệnh cứ nâng gặp chiếng tí pi hơi. Cảm chẳng ghi về một chọc đòi sẵn bốc cho mùi nâng chẳng dần nhẹ. Refer cũng chẳng đá. Defer. Defer cũng chẳng này. Cái đi khả nịa. Cảm chẳng nâng ca thay mình chí cứ dương trâu thay
chẳng như nhạc chung nắng chẳng chung hai bên thảm anh chị travel chị traveling chẳng refer chị referring refer chị differing ok 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 with the stress on the first syllable do not double the final consonant just add ing ຈຶ່ງ ຖ້າ ໃນ ປີ ໃດ ກຽດ ສັບ ນຸ ມີ 2 ພຽງ ໂດຍ ຄ្នា ໄດ້ 2 ພຽງ ໃຫ້ ວີ ປະຈອບ ໂດຍ ສະຫຼະ ບົງ ຈຸມຸຍ ພຽງ ຈະເນຍ ປន្តែ ក្នុង ການ stress ນີ້ with the stress on the first syllable ມັນແຕ່ ວີ ມີ ການ ສັງກອດ ສຳເລງ ຫຼື ພຽງ ທີ 1 ພຽງ ທີ 1 ວິ່ງ ຈຶ່ງ ເຈິງ ມັນ ຈໍາ ບາດ ນະ ມັນ ຈໍາ ບາດ ຖາມ ຈັ່ງ ຈະເນຍ ទីទេ ហើយ យើង គ្រាន់ តែ ຖາມ ing ຢູ່ តែ ម្ដង ນະ ຖາມ ing ຢູ່ តែ ម្ដង Okay, you move to you move to happen. Just happen. Scott's language is changing the mood. Enter. Just that. Scott's language changing the mood. Just suffer. Scott's language changing the mood. Just no time and yeah, did you offer? No. Just no time and just you mean just by time and when just the mood today the service Scott's language changing the mood. Just you go on time and just you're wrong. Just entering. Entering. Suffering. Just offering. Okay. Cái mục tiêu cả này thì 7 nha, cả này thì 7 này cứ dạy vì kia sắp là miền tài mùi chiếc, miền tài vì bà chọc đòi two vowel, đòi sạc bí, rồi có consonants, rồi có đòi chanh dạy đẹp, bí rồi có trả nha, chả add ing nha, nhưng còn là thám ing tại một đoạn, ok. Okay, chẳng dạy bị bài phóng với chữ stay, stay chọc đời sạp xong, bì, pay, chẳng dạy bài keeps, chữ sleep, speak, eat, sell, tell, wear, start, and demand. Chẳng cả này, nhưng còn là time and chi ở tầm đồng, time and chi ở tầm đồng, staying, paying, chẳng dạy, buying, chẳng dạy, nhưng cả này, nhưng còn là time and chi ở tầm đồng, ok. Entering, keeping, sleeping, speaking, eating, selling, telling, wearing, starting, and demanding. Cái mục tiêu cận này thì làm bài nữa, cận này thì bài này verb that earn in IE change IE to Y and add ing. Chỉ chứng cận này đây cái sao phải chọn đại IE nhưng thử có đồ IE thì chữ Y hay bây giờ time ing chỉ nữa. Cái chân dùng mưa từ bài phòng tụi rộng đang chỉ die, chỉ lie, tie, why, and high nữa. Sao phải chọc đòi ai yên chân cả này dùng thảm ảnh chứ dùng thật đầu ai yên tới chỉ why nữa. Thì chỉ die in, chỉ lie in, tie in, chỉ why in, and high in nữa, high in. Chân cả này cái chân, cả này cái sao phải chọc đòi ai yên, đầu ai yên chỉ why hay mình dùng thảm. Time and G. Okay, it's all for this lesson. Thank you very much for watching our videos. Okay, please have to subscribe our video for more new video. Okay, thank you very much. Okay.